Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông Zelensky, trật tự thế giới đang được quyết định ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng trật tự thế giới đang được quyết định ở Ukraine và quân đội nước này sẽ nỗ lực để chấm dứt chiến sự trong năm nay. Vận mệnh trật tự thế giới dựa trên các quy tắc tính nhân văn đang được quyết định tại Ukraine. Hôm nay, tôi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận những hành động để có thể đảm bảo chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu hàng đêm qua video hôm 20 tháng 2. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẽ nỗ lực hết mình để chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm 2023, giành lại các vùng lãnh thổ. Bình luận được đưa ra sau chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine ngay trước thời điểm tròn một năm chiến sự Nga-Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden coi chuyến thăm này là biểu tượng mạnh mẽ về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine, đánh dấu thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử quan hệ Mỹ-Ukraine. Ông Zelensky cho rằng chuyến thăm là tín hiệu cho thấy Ukraine đang tiến gần hơn tới chiến thắng. Nhân chuyến thăm này, ông Biden thông báo Mỹ sẽ cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô cho Kiev. Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục tăng cường viện trợ khí tài cho Ukraine khi cuộc xung đột ở quốc gia này chuẩn bị bước sang năm thứ hai ông joseph borrell đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của liên minh châu âu eu đánh giá những tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với cục diện chiến sự tại ukraine đó là lý do ông hối thúc các nước thành viên không chỉ tăng quy mô mà còn tăng tốc độ viện trợ đạn cho ukraine quân đội ukraine đang cần gấp một lượng lớn đạn để đối phó với đà tiến công của nga ukraine có thiết bị nhưng thiếu đạn thời gian rất quan trọng với tính mạng con người chúng ta cần ứng phó nhanh chóng không chỉ viện trợ nhiều hơn mà cả nhanh hơn ông borrell nói theo ông, cách tốt nhất để chuyển đạn nhanh chóng tới Ukraine là chia sẻ kho dự trữ của các nước châu Âu để không phải chờ đợi sản xuất. Chúng ta không cần phải chờ sản xuất đạn, chúng ta có thể sử dụng đạn sẵn có trong kho dự bị và sẽ tiếp tục sản xuất. Ưu tiên hàng đầu là cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều nhất có thể, nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh. Theo ước tính của giới chuyên gia, Ukraine đang bắn khoảng 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi hải, tương đương lượng đạn pháo mỗi quốc gia châu Âu đặt mua trong cả một năm. Tốc độ tiêu thụ này đang gây sức ép lớn lên kho dự trữ và ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Các bộ trưởng quốc phòng EU dự kiến họp vào đầu tháng 3 tới để thảo luận về vấn đề trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng trước thách thức mới trong xử lý xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm Ukraine không báo trước, gây bất ngờ cho dư luận vào hôm 20 tháng 2. Ông cam kết hỗ trợ Ukraine miễn là nước này cần. Tuy nhiên, Cảm kết này khiến nước Mỹ và cả những nước khác hoài nghi khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ hai và Tổng thống Nga Putin không có dấu hiệu xuống nước. Cựu đại sứ Mỹ tại Ba Lan Daniel Fried nhận định, nhiệm vụ của Tổng thống Biden là đấu tranh cho sự hỗ trợ của thế giới với Ukraine. Đây là một chuyến thăm quan trọng. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden tin rằng nếu không có cảnh báo sớm từ họ cũng như sự ủng hộ lớn lao từ Washington dành cho Kiev, thì Ukraine hiện nay đã bị xóa sổ khỏi bản đồ. Họ cho rằng duy trì năng lực chiến đấu của Ukraine và giữ để xung đột không leo thang thành va chạm với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ được coi như một trong những thành tiệu chính sách đối ngoại của ông biden nhiệm vụ hiện nay của tổng thống biden là thuyết phục người mỹ và dư luận thế giới rằng điều quan trọng hơn hết vẫn là chiến đấu đồng thời thận trọng về khả năng hồi kết của xung đột sẽ không đột sẽ không đến sớm quyết tâm của mỹ đương đầu với nga đang chịu thử thách bởi các lo ngại trong nước và kinh tế bất định theo kết quả khảo sát được trung tâm nghiên cứu các vấn đề cộng đồng Sea ap công bố vào tháng 2, có 48% người Mỹ được hỏi cho biết họ ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong đó có 29% phản đối và 22% cho biết rằng họ không ủng hộ và cũng không phản đối. Đó là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ họ đã thuyên giảm kể từ tháng 5 năm 2022 khi 60% người Mỹ trưởng thành tham gia khảo sát cho biết họ ủng hộ gửi vũ khí cho Ukraine. Những người tham gia khảo sát cũng khá chia rẽ về việc gửi nhân sách cho chính phủ trực tiếp đến Ukraine với 37% ủng. Hộ, với 37% ủng hộ, 38% phản đối và 23% không ủng hộ cũng như phản đối. Trong tháng 2 này 11 thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã đề nghị Tổng thống Biden kết thúc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời khuyến khích thúc đẩy Moscow và Kiev hướng đến thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, một số thành viên khác của Đảng Cộng Hòa bao gồm bà Nikki Haley, người mới tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống đến năm 2024, đã khuyến khích nhanh chóng chuyển giao vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell phát biểu tại hội nghị an ninh Munich hôm 17 tháng 2 nhấn mạnh Chúng tôi cam kết giúp đỡ Ukraine Thượng nghị sĩ Dan Sullivan bày tỏ ông mong muốn Tổng thống Biden và chính quyền đương nhiệm nhấn mạnh với các đồng minh về việc cần thiết chia sẻ gánh nặng khi người Mỹ ngày càng chán nản với mức độ chi tiêu của nước này để hỗ trợ Ukraine và các đồng minh bản tích. Mỹ là quốc gia đứng đầu trong hỗ trợ quân sự, kinh tế cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine hôm 20 tháng 2, ông Biden cũng cam kết khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev trị giá 500 triệu đô, trong đó có đạn pháo, lựu pháo và tên lửa chống tăng Javelin. Các quốc gia châu Âu và nhiều đồng minh khác đã cam kết hàng tỷ đô để ủng hộ Ukraine cũng như nhận người tị nạn trong xung đột. Tổng thống Joe Biden ngay từ khi nhậm chức đã thể hiện rõ Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh quốc tế chính và nên mối quan tâm hàng đầu đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng sau đó, Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bà Yuki Tatsumi tại Trung tâm nghiên cứu Mỹ Simpton Center phân tích chính quyền ông Biden muốn đảm bảo với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương rằng về ngắn hạn sẽ thành sự chú ý vào Ukraine, nhưng về cơ bản Mỹ vẫn cam kết với Ấn Độ và Thái Bình Dương. Các tổng thống tiền nhiệm ông Biden đã cố gắng xoay trục sang châu Á nhưng đã thất bại do các sự kiện khác đã thay đổi sự tập trung của họ. Với mục tiêu hướng chính sách đối ngoại của Mỹ đến Thái Bình Dương, tổng thống Biden đã tìm cách nhanh chóng kết thúc sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan chỉ sau 7 tháng sau khi ông bước vào Nhà Trắng. Các quan chức Mỹ nhận định rằng việc rút khỏi Afghanistan đã trao cho chính quyền ông Biden nguồn lực để tập trung và hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng cường theo sát việc đối trọng với Trung Quốc tại Ấn Độ và Thái Bình Dương. Xung đột Ukraine kéo theo tình trạng tăng giá tại thị trường năng lượng và thực phẩm, gây lạm phát. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng sự kiện này mang lại lợi thế cho ông Biden. Theo họ, cuộc xung đột tạo điều kiện để ông Biden thể hiện khả năng duy trì hỗ trợ Ukraine và vai trò lãnh đạo trên trường quốc tế. Chuyến đi chấp nhận rủi ro của ông Biden đến Ukraine Bất chấp sự ngăn cản của các trợ lý, Tổng thống Mỹ cho Biden chấp nhận rủi ro và quyết định thăm Ukraine, một đất nước đang có xung đột và không có sự hiện diện của quân sự Mỹ. Ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm không báo trước tới thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của chủ nhân Nhà Trắng kể từ khi xung đột ngã Ukraine bùng nổ cách đây gần một năm. Giới chức Mỹ đã mất nhiều tháng để chuẩn bị cho chuyến thăm mà họ tin rằng có ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà Trắng đã phải thực hiện nhiều biện pháp để giữ bí mật chuyến thăm tới phút chót. Vài tuần trước chuyến đi, ông và các trợ lý liên tục bác tin sắp tới Ukraine Nỗ lực này được duy trì đến phút chót bởi ngay cả khi một nhóm nhỏ các quan chức Nhà Trắng ngày càng tin tưởng kế hoạch này có thể thực hiện được. Thì thực tế việc Tổng thống tới vùng chiến sự mà Mỹ không kiểm soát được không phận cũng như không có hiện diện quân sự trên bộ vẫn là một thách thức lớn. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra tại một cuộc họp kín tại phòng bầu dục giữa Tổng thống Biden và một nhóm nhỏ quan chức an ninh, quân đội và tình báo hôm 17 tháng 2. Phía Mỹ chỉ thông báo cho Nga về kế hoạch chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Biden lên máy bay bắt đầu hành trình. Dạng sáng ngày 19 tháng 2, ông Biden và đoàn tháp tùng lên một máy bay vận tải quân sự C-32 của không quân Mỹ thay vì sử dụng chuyên cơ không lực một như thông tin đưa ban đầu. Đoàn tháp tùng của ông chỉ gồm một nhóm nhỏ cố vấn, trợ lý, một nhà báo, một phóng viên ảnh. Phóng viên không được phép mang theo thiết bị điện tử. Máy bay chở chủ nhân Nhà Trắng băng qua Đại Tây Dương chỉ dừng lại tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức trước khi tiếp tục hành trình tới Ba Lan máy bay hạ cánh xuống thành phố Dresdo của Ba Lan trước khi ông Biden và phái đoàn di chuyển bằng tàu hỏa vượt qua biên giới Ba Lan tới thủ đô Kiev của Ukraine. Trước chuyến đi, các cố vấn đã đưa ra một số lựa chọn về địa điểm mà ông Biden sẽ đến khi ở Ukraine, trong đó có thành phố Lviv ở miền Tây, nơi được đánh giá an toàn cao hơn. Tuy nhiên, ông Biden quyết định gặp gỡ người đồng cấp Ukraine ngay tại Kiev. Theo những người thạo tin, trong suốt vài tháng lên kế hoạch, ông Biden chỉ có một lần bày tỏ lo ngại về rủi ro của chuyến đi, Ông lo ngại cho sự an toàn của người khác hơn là cho bản thân. Trong khi đó, các quan chức đặc biệt lo ngại cho người đứng đầu chính phủ và đã chuẩn bị cho một kế hoạch dự phòng. Đó là rủi ro mà Tổng thống Biden sẵn sàng chấp nhận. Tổng thống cho rằng chuyến đi của ông sẽ rất quan trọng dù rất khó khăn. Ông đã chỉ đạo đội ngũ của mình thực hiện kế hoạch bất chấp thách thức về hậu cần, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết. Cuối ngày 20 tháng 2, sau khi ông Biden hoàn tất chuyến công du Ukraine, cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan từ chối bình luận liệu tổng thống có vượt qua giới chức quân đội và sở mật vụ để thực hiện chuyến đi hay không tổng thống đã được báo cáo đầy đủ về kế hoạch an ninh ông ấy chấp nhận những rủi ro có thể kiểm soát được và quyết định đi ông sullivan nói ukraine là đất nước đang xảy ra chiến sự nơi mà quân đội mỹ không thể kiểm soát không phận cũng như không có sự hiện diện quân sự trên bộ điều này khiến chuyến công du của ông biden khác đi với chuyến công du khác của những người tiền nhiệm tới iraq hay afghanistan Chuyến đi nhận được sự hoan nghênh của chính phủ và người dân Ukraine, tuy nhiên lại vấp phải chỉ trích của một số nghị sĩ Cộng hòa. Ông Zelensky, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đưa Ukraine đến gần chiến thắng hơn. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán giữa các quan chức chính phủ Ukraine và phái đoàn của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Kiev là động lực lớn cho Ukraine Phát biểu trong cuộc gặp ông Biden, ông Zelensky cho biết, cuộc đối thoại này đưa chúng tôi đến gần chiến thắng hơn. Kết quả chuyến thăm chắc chắn sẽ được ghi nhận và sẽ tạo ra những tác động lớn trên chiến trường, giúp Ukraine có thêm động lực trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ, ông Zelensky nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Biden đã đánh dấu thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử quan hệ Mỹ-Ukraine. Người dân Ukraine sẽ luôn nhớ sự chú ý, sự quan tâm mà Tổng thống Biden và Mỹ đã dành cho Ukraine, Tổng thống Zelensky nói thêm ông zelensky cho biết ông đã thảo luận với ông biden về việc cung cấp các khí tài tiên tiến của phương tây cho ukraine đồng thời nhắc tới quyết định của mỹ chuyển giao xe tăng abram cho ukraine quyết định của mỹ về việc hỗ trợ các xe tăng abram đã tạo cơ sở cho việc thành lập một liên minh xe tăng có tầm quan trọng mang tính lịch sử chúng tôi đã nói về khí tài tầm xa và những loại khí tài khác mà mỹ và đồng minh vẫn có thể viện trợ cho ukraine mặc dù trước đây những khí tài đó chưa từng được chuyển giao ông zelensky chia sẻ ông biden đến ukraine không quân đội đi kèm thăm Kiev trong tiếng còi báo động. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện một chuyến đi bất ngờ tới thủ đô của Ukraine hôm thứ Hai 20 tháng 2, chuyến đi bí mật vào vùng chiến sự để chứng minh điều mà ông gọi là sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ đối với nỗ lực đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Ukraine sau gần một năm xung đột nổ ra. Chuyến đi không báo trước được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đón tiếp đồng hậu. Hai nguyên thủ quốc gia bước ra đường phố Kiev ngay cả khi còi báo động không kích vang lên. Tờ New York Times gọi đây là khoảnh khắc ấn tượng, nhấn mạnh niềm tin và sự tin tưởng của Mỹ đối với Ukraine. Sau một năm, Kiev vẫn đứng vững. Ông Biden tuyên bố khi đứng cạnh ông Zelensky tại cung điện Madinsky, tòa nhà mạ vàng chuyên đón tiếp khách quý của Tổng thống Ukraine. Và Ukraine đứng vững, dân chủ đứng vững. Ông Zelensky đáp lời, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến, thưa Tổng thống, vào một thời điểm quan trọng đối với Ukraine. Tổng thống Biden hứa cung cấp thêm 500 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự trong những ngày tới, đề cập tới đạn pháo, tên lửa Javelin và lựu pháo, nhưng ông không nói về các loại khí tài tiên tiến mà Ukraine đang tìm kiếm. Zelensky nói với phóng viên rằng ông và vị Tổng thống Mỹ đã nói về các loại khí tài tầm xa và những loại khí tài trước đây không được cung cấp cho Ukraine, nhưng nay thì có thể. Hai nguyên thủ cũng đã tới thăm tu viện Thánh Michael tại trung tâm thành phố Kiev, nơi mặt trời lấp lánh trên những mái vòm vàng khi chuông báo động không kích vang lên. Theo sau hai nhà lãnh đạo là những người lính mang vòng hoa, hai tổng thống đi bộ dọc theo bức tường tưởng niệm nơi trưng bày chân dung của hơn 4.500 binh sĩ đã ngã xuống kể từ khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và xung đột tại miền đông Ukraine. Chuông báo động không kích ngừng hoạt động khi ông Biden quay trở lại đoàn xe hộ tống và rời khỏi tu viện. Chuông báo động kêu gần như hàng ngày tại Kiev, nhưng tiếng còi báo động in ỏi làm tăng thêm sự căng thẳng vào thời điểm này. Các quan chức Ukraine cảnh báo Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc oanh tạc tên lửa quy mô lớn nhằm kỷ niệm thời điểm một năm xung đột. Báo động không kích ở Kiev được kích hoạt khi một máy bay chiến đấu MiG của Nga cất cánh tại Belarus, quốc gia giáp Ukraine tại phía Bắc. Một tên lửa được bắn từ MiG ở Belarus có thể bắn trúng mục tiêu ở Kiev trong vòng chưa đầy 20 phút. Ông Biden có kế hoạch tới Vakshava vào sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 2, trong chuyến thăm hai ngày. Các quan chức Nhà Trắng nhiều lần phớt lờ các câu hỏi về việc liệu Tổng thống Biden có thể đến Ukraine khi ở châu Âu hay không. Tới tận tối chủ nhật ngày 19 tháng 2, Nhà Trắng vẫn chưa công bố lịch trình công khai rằng ông chủ tòa Bạch Ốc vẫn ở Washington và chỉ rời đi vào tối thứ hai để tới Vác Sava. Thực tế, thời điểm đó, ông đã ở cách nhà nửa vòng trái đất. Vì Tổng thống 80 tuổi coi sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine là trọng tâm nghị sự của mình về một liên minh châu Âu tái sinh. Ông nói với các cố vấn rằng muốn đánh dấu một năm cuộc xung đột để chấn an đồng minh về những gì chính quyền của ông đã cam kết. Ông Biden rời Washington một cách lặng lẽ trong đêm, không báo trước không lực 1 cất cánh lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày Chủ nhật, theo giờ bờ đông, ở Mỹ có 4 khung giờ khác nhau. Chỉ có một số phóng viên đi theo, buộc phải tuyên thệ giữ bí mật, bị giữ liên lạc. Đoàn còn có Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, Jen O'Malley Dillon, Phó tránh văn phòng Nhà Trắng và Annie Tomasini, người điều hành phòng bầu dục. Các phóng viên đi cùng chỉ được phép gửi một phóng sự tổng hợp về tòa soạn khi đến nơi, cũng như không được phép kể lại cách họ đến Kiev. Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên xác nhận sau chuyến bay xuyên đại Tây Dương tới Ba Lan, ông Biden đã băng qua biên giới bằng tàu hỏa, di chuyển gần 10 giờ đồng hồ tới Kiev như các quan chức Mỹ khác thường làm trong những tháng gần đây. Việc bay vào một khu vực có chiến sự là không an toàn. Ông Biden sẽ rời đi trên một chuyến tàu như lúc đến để tới thẳng Vác thủ đô Ba Lan. Đó là hành trình gian khổ đối với một vị tổng thống 80 tuổi. Ông vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng khi đích thân tới Kiev trong bộ vét xanh và với cả vạt dọc xanh vàng màu cờ Ukraine. Ông Biden tới Kiev lúc 8 giờ sáng giờ địa phương. Thật tốt khi được trở lại Kiev, ông nói với đại sứ Mỹ ở Ukraina, Bridget Brink, người đang đợi ông. Ông cùng đoàn xe đi qua những con phố thông thoáng ở Kiev để tới cung điện Marinsky, nơi ông Zelensky mặc chiếc áo nỉ đen, chiếc quần màu xanh lá cây đậm và đôi ủng màu be đặc trưng đang chờ. "Cảm ơn vì ngài đã đến," ông Zelensky nói và bắt tay ông Biden. Ông Biden hỏi thăm các con của ông Zelensky, khi được một phóng viên hỏi về mục tiêu của chuyến đi, vị tổng thống nói chuyến đi là để chứng tỏ rằng Mỹ sẽ còn ở lại nơi đây. đây và nói thêm chúng tôi sẽ không bỏ đi tại cuộc gặp bên trong dinh tổng thống ông zelensky cảm ơn ông biden một lần nữa ông nói mình thực sự đánh giá cao việc tổng thống biden xã hội mỹ ngay từ đầu của cuộc chiến đã ở đây cùng chúng tôi ông biden đáp có thể tôi hơi tự phụ khi nói điều này tôi nghĩ quan trọng là tổng thống mỹ phải có mặt ở đây vào ngày cuộc tấn công bắt đầu ngày đánh dấu tròn một năm cuộc chiến diễn ra ông nói thêm tôi nghĩ quan trọng là không thể để có bất cứ nghi ngờ nào chỉ một hay hai điều về sự ủng hộ của mỹ dành cho ukraine trong cuộc chiến này cả buổi sáng mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông biden tới thăm kiev khi cảnh sát phong tỏa các đường phố và các quan chức của ukraine ám chỉ rằng một chiếc sắc quan trọng đang đến đám đông tụ tập tại các chốt chặn bên ngoài nhà thờ thánh michael với hy vọng có thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra Andriy Yermak, cố vấn hàng đầu của ông Zelensky cho biết, đây là chuyến thăm lịch sử, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ. Chuyến thăm của ông Joe Biden mang tính chiến lược, chuyến thăm sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề và đẩy nhanh tiến độ giải quyết những gì còn vướng mắc, ông Yermak nói. Ông cho biết thêm, mục tiêu chung của họ là chiến thắng của Ukraine, của binh lính Ukraine và của khí tài phương Tây. Ông Biden tới thủ đô của Ukraine vào thời điểm then chốt của cuộc chiến. Một số đồng minh trung thành nhất của Mỹ đã thúc ép Ukraine bắt đầu đàm phán một thỏa thuận hòa bình có thể liên quan tới việc nhường lãnh thổ cho Nga. Và tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện mới được bổ nhiệm Kevin McCarthy cùng một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đồng nghiệp của ông đã yêu cầu chấm dứt cái mà họ gọi là xét ký khống cho cuộc chiến. Ông Biden cũng tìm cách chấn an người Ukraine về điều đó. Ông nói, dù có những bất đồng trong quốc hội về một số vấn đề, vẫn có một thỏa thuận quan trọng về việc hỗ trợ Ukraine. Chuyến thăm bất ngờ của ông Biden diễn ra chỉ hai ngày sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Munich, Đức và một ngày trước khi Tổng thống Putin dự kiến có bài phát biểu về xung đột tại Ukraine. Ông Biden cũng dự kiến gặp Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan vào sáng cùng ngày và có bài phát biểu vào cuối buổi chiều hôm đó, tạo ra một hình ảnh song song khi Tổng thống Nga-Mỹ cùng nói về Ukraine trong một ngày.